Chiều nay ngày 28 tháng 5, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi. Có thể khẳng định, dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 bảo đảm chặt chẽ về kỹ thuật lập pháp, chất lượng các quy phạm pháp luật và xứng tầm với vị trí, vai trò của thủ đô Hà Nội. Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi sau khi tiếp thu, chỉnh lý có 7 chương và 54 điều, giảm 5 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, trong đó bỏ 7 điều, bổ sung mới 2 điều dự thảo luật đã được giả soát, chỉnh lý theo hướng luật thủ đô chỉ quy định những cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội nhưng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với chính quyền thành phố trong xây dựng, bảo vệ, phát triển thủ đô, không quy định lại các nội dung, vấn đề đã được quy định trong các luật khác. Theo tinh thần đó, dự thảo luật đã được giả soát, lược bỏ một số nội dung đã được quy định trong các luật, nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là các luật vừa được Quốc hội thông qua như luật đất đai, luật nhà ở. Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy được thông qua tại phiên họp chủ bị, luật thủ đô sửa đổi sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào sáng ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại đợt 2 của kỳ họp.